Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, giáo phận Phan Thiết của chúng con đang trong tuần lễ đau buồn Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống vừa qua đời. Cho nên trong thánh lễ này xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ngài, một Đức Cha tài hoa, đạo đức, tốt lành, và Chúa đã gọi Ngài về sớm. Ngài gắn bó rất nhiều với giáo xứ Hà Đông này, và cộng đoàn chúng ta yêu mến Ngài, cầu nguyện đặc biệt cho Ngài. Lời Chúa trong Chủ nhật thứ hai mùa chay hôm nay nói về cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Ta-bo. Phải đi qua thập giá rồi mới được biến đổi. Các môn đệ cùng với Chúa Giêsu đi qua núi Gôn-gô-tha để tiến lên núi Ta-bo biến hình. Đức giáo mục Giuse của Phan Thiết cũng đi qua sự chết để rồi Ngài bước vào sự sống mới của Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa cùng biến đổi chúng ta, đặc biệt trong mùa chay thánh này, để rồi mỗi người được thân tẩy, được biến đổi trong chính ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài tin phúc âm theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan cùng với các môn đệ đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng chốc các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Người. Bây giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dừng tại đây 3 cái liều: một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi tày tò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thì kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu biển gợi lên cái gì mênh mông bao la, thì núi gợi lên cho chúng ta cái gì cao cả hùng vĩ. Trong nhiều tôn giáo, núi là biểu tượng cho sự uy nghi, hùng vĩ, sự cao cả.
núi được coi như nơi ngự trị thích hợp cho thành thánh. Do đó, nhiều đền chùa được xây trên núi cao, mời gọi con người hướng thượng. Người Việt Nam chúng ta coi núi như biểu tượng của cha, nước như biểu tượng của mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Kinh Thánh nói khá nhiều đến các ngọn núi. Sion là ngọn núi thánh được nói đến nhiều hơn cả. Ở trong Thánh Kinh, núi thường được xem là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa thần linh và con người. Những mặc khải quan trọng trong Thánh Kinh đều diễn ra ở trên núi. Ông Mô-sê đã được kêu mời lên núi Sinai để gặp gỡ Gia-vê Thiên Chúa và đón nhận lề luật cho dân riêng. Ông Elia ròng rã 40 ngày đêm lên núi Khô-rép để gặp gỡ Thiên Chúa. Núi là nơi Chúa Giê-xu cầu nguyện, nơi Chúa Giê-xu công bố hiến chương nước trời, nơi Chúa Giê-xu biến hình, và là nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, và là nơi Chúa từ giả các môn đệ để về trời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthew kể cho chúng ta câu chuyện Chúa Giê-xu đưa ba môn đệ lên núi Ta-bo. Sau khi cho các ông thấy một thoáng phục sinh trước phục sinh, cho các ông nếm một chút thiên đàng trước thiên đàng, Chúa lại đưa các ông xuống núi để chuẩn bị bước vào cuộc thương khó trên núi Gôn-gô-tha. Như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, cuộc hành trình lên núi, biến đổi, xuống núi là cuộc hành trình được thể hiện trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Vì vậy, gửi lên với cộng đoàn ba tâm tình đó trong mùa chay này để chúng ta sống sứ điệp của Tin Mừng. Trước hết là lên núi. Lên núi là đi gặp gỡ Chúa. Lên núi là một việc làm đòi hỏi nhiều cố gắng. Đó không phải là một cuộc dạo chơi nhàn hạ. Lên núi đòi hỏi sức khỏe, sức chịu đựng, khéo léo và can đảm. Cần phải bước ra những ràng buộc của cuộc sống thường ngày. Cần có nhiều thời giờ cho việc leo núi. Càng lên cao, càng có ánh sáng. Muốn có ánh sáng thì phải lên cao. Lên cao thì vất vả, lắm lúc đụng phải sườn dốc treo leo, đá sắt trơn trượt. Nhưng đổi lại khi lên đỉnh núi rồi, ta sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái, an hòa với đất trời bao la. Chúa Giê-xu chỉ đưa theo ba môn đệ thân tín bởi vì gặp gỡ Chúa là một cuộc gặp gỡ thân tình. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài trong tình thân mật, và ở đó tình yêu biến đổi, và ở đó tình yêu triển nở trong thiên nhiên và trong thanh vắng. Núi cao thanh vắng là nơi đón nhận và bày tỏ tình yêu giữa mỗi người chúng ta với Chúa. Thứ hai là biến đổi. Chúa Giê-xu đưa ba môn đệ lên núi cao. Các ông được đi vào một thế giới vừa kỳ diệu vừa lạ lùng, làm biến đổi ý nghĩa cuộc đời. Các ông thấy dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa, và có tiếng phán từ trong đám mây: đây là con ta, người được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Đó là những biểu tượng cho các ông thấy Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, có bản tính Thiên Chúa. Rồi các ông còn thấy có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Đây là hai nhân vật quan trọng nhất trong Cựu Ước
đại diện cho hai thực tài quan trọng nhất của Do Thái giáo. Ông Mô-sê đại diện cho luật pháp, ông Ê-li-a đại diện cho các ngôn sứ. Hai ông là biểu tượng tiến báo sự ra đời của Chúa Giê-xu. Ở trong sách Đệ Nhị Luật, Mô-sê viết rằng từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vị ấy. Còn Ê-li-a được ngôn sứ Ma-la-ki tiến báo sẽ trở lại trước khi Đức Giê-xu đến. Này, ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Đức Giê-xu cùng xác nhận Ê-li-a phải trở lại trước khi Ngài đến. Và trên núi cao, Chúa Giê-xu gặp gỡ thân mật với Chúa Cha. Bỗng chốc người biến hình, y phục trở nên trắng như tuyết, khuôn mặt người sáng láng. Các môn đệ ngất ngây trong niềm hạnh phúc tuyệt vời. Các ông muốn ở lại trên núi để sống niềm hạnh phúc ngập tràn ấy. Ai gặp được Chúa cũng đều hạnh phúc, cũng đều được biến đổi. Ông Mô-sê sau khi ở trên núi 40 đêm ngày tiếp xúc thân mật với Chúa, mặt ông trở nên sáng láng, đến độ khi ông xuống núi, dân chúng không dám nhìn vào, ông phải lấy khăn che mặt lại, dân chúng mới dám đến gần ông. Gần đèn thì sáng, tiếp xúc thân mật với Chúa sẽ làm thay đổi tâm hồn con người. Tình yêu của Chúa sẽ đốt nóng trái tim của chúng ta, xóa tan đi những thờ ơ. Sự dịu dàng của Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên dịu hiền. Sự khiêm nhường của Chúa sẽ làm cho chúng ta nên đơn sơ. Sự bao dung của Chúa sẽ giúp chúng ta sống hòa nhã. Sự tha thứ của Chúa giúp chúng ta biết sống cảm thông. Càng gần gũi Chúa, tâm hồn của chúng ta càng được thánh luyện khỏi mọi nhỏ nhen ích kỷ. Càng yêu mến Chúa, chúng ta càng thêm yêu mến anh chị em của mình. Càng kết hiệp mật thiết với Chúa, tâm hồn của chúng ta càng trở nên giống Chúa hơn. Trong tống huấn về đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn câu truyền phúc âm hôm nay làm sườn để rồi Ngài nói về đời sống tu trì. Đời sống tu trì của các tu sĩ. Và Đức Thánh Cha đã nói rằng đời sống của người tu sĩ là một cuộc hành trình lên núi gặp gỡ Chúa Giê-xu để rồi từ đó được biến đổi. Một cuộc hành trình khởi đi từ những năm thánh tuyển, rồi tiền tập, rồi nhà tập, rồi khấn tàm, rồi khấn tròn đời. Cả một sự biến đổi trong cuộc gặp gỡ Chúa Giê-xu. Cho nên các dòng tu đào sâu tông huấn này, tông huấn về đời sống thánh hiến, đó là một tông huấn tuyệt đẹp về đời sống của những người hướng theo cái đẹp của Thiên Chúa. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi là một sự biến hình, một sự biến đổi cho những ai gặp gỡ Chúa. Và không những các tu sĩ, các linh mục, mà tất cả chúng ta, những người con cái Chúa, đều được biến đổi khi chúng ta gặp gỡ Ngài, khi chúng ta sống thân mật với Ngài. Và thứ ba là xuống núi. Các môn đệ ngất ngây trong niềm hạnh phúc. Thánh Phêrô đã muốn dừng ba liều để mà thường trú trên núi, nhưng Chúa Giê-xu chỉ biến hình trong chốc lát cho các ông thấy vinh quang
thần tính của Ngài để củng cố đức tin, rồi từ đó Chúa phải xuống núi. Chúa nhắc cho các tông đồ phải xuống núi, còn các bạn đồng môn còn cả một hành trình cứu rỗi và bao nhiêu là cam go thử thách đón đời ở phía trước. Chúa Giêsu xuống núi để rồi còn vác thập giá lên một ngọn núi khác, đó là núi Sò, núi Canvario. Các tông đồ cũng như vậy, các ngài phải bước đi trong hành trình với Chúa. Vì vậy mà khi Chúa loan báo về cuộc thương khó, các tông đồ đã sợ hãi và Phêrô đã can ngăn Chúa. Nhưng Chúa Giêsu xuống núi để tiếp tục bước vào cuộc hành trình cuối cùng trong mầu nhiệm cứu chuộc của Ngài. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy hai ngọn núi, núi Ta-bo và núi Sò, không cách nhau về mặt địa lý bao nhiêu, nhưng đó lại là con đường vạn lý. Chúa Giêsu đã nối một nhịp cầu để nối từ núi Sò đau khổ của thập giá để đến núi Ta-bo biến hình vinh quang. Con đường đó là con đường tình yêu, con đường đó là con đường cứu độ của Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Bài tin mừng hôm nay là một câu chuyện tuyệt đẹp, lẽ ra phải đọc trong mùa phục sinh. Thế nhưng giáo hội cho chúng ta nghe trong mùa chay, để giữa tất cả những sự sám hối vẫn sáng lên một niềm tin vững vàng. Đức Giêsu Kitô, Ngài đã biến đổi và Ngài đã cho các môn đệ thấy được thần tính vinh quang của Ngài. Và rồi cuộc gặp gỡ ở trên núi Ta-bo là một cuộc gặp gỡ lạ lùng, kỳ diệu, mang tính lịch sử. Chúa Giêsu là trung gian để nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước. Môsê, Elia đại diện cho Cựu Ước, các tông đồ đại diện cho Tân Ước, và Chúa Giêsu là sự thành toàn của tất cả mọi lời loan báo trong Cựu Ước, để rồi Ngài trở thành giao ước mới cho một thời đại ân sủng. Hướng về mùa chay thánh năm nay, Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay đã chọn chủ đề: lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân. Trong đó Đức Thánh Cha đã suy niệm một cách sâu sắc câu chuyện phúc âm ông Phú Hồ và Lazaro. Quý ông bà anh chị em đọc và suy niệm sứ điệp mùa chay hôm nay sẽ thấy thật là sâu sắc khi chúng ta sống lời của Chúa. Và từ đó Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta là hề hướng đến tha nhân, hãy làm việc bác ái giúp cho những người nghèo, vì họ là một hồng ân mà Chúa gửi đến. Lời của Chúa để cho mình sống là một hồng ân, và tha nhân là một hồng ân đặc biệt của mùa chay thánh này. Vì vậy chúng ta xin Chúa cho chúng ta lắng nghe sứ điệp của tin mừng hôm nay, để chúng ta xin Chúa cho chúng ta được biến đổi khi chúng ta lên núi với Chúa, trong các giờ tĩnh tâm, trong các giờ đạo đức, trong các thánh lễ và trong những khi cầu nguyện thân mật với Chúa, để chúng ta xuống núi đến với anh chị em mình, đem tin mừng yêu thương và trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống mỗi ngày của chúng ta.